Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị và quý vị và các bạn một mẫu xe 5 chỗ. Một mẫu xe hộp giá chỉ nằm ở mức hơn 100 triệu. Giá nó chỉ bằng một chiếc xe máy. Hiện nay thì đó là một chiếc Chevrolet Spark đời 2012, một chiếc xe đặc biệt, một chủ từ đầu, chính chủ tư nhân và không qua dịch vụ taxi một ngày nào cả. Thì ngày hôm nay em sẽ quay chi tiết để giới thiệu tới anh chị và các bạn tham khảo lựa chọn chiếc xe này về chúng ta phục vụ gia đình hay phục vụ công việc, che mưa, che nắng và vẫn có thể chạy thêm dịch vụ taxi để kiếm thêm thu nhập từ dòng xe này. Một chiếc xe rẻ tiền, tiết kiệm nhiên liệu, chạy ổn định. Một dòng xe mà được lựa chọn rất là nhiều trên thị trường hiện nay với tầm giá từ trên dưới 100. Thì đây là chiếc xe đời 2012, một chủ từ đầu, chính chủ tư nhân luôn. Đó, đăng ký từ mới. Một chiếc xe khá là dữ về nội thất, gầm bệ, khung sườn khá đẹp, không hề có một lỗi nào cả. Đó. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe này. Một chiếc xe màu xanh cốm và chủ xe đã độ la răng đúc đây. Độ một dàn la răng đúc bởi vì là dòng Chevrolet Spark này của nó là la răng sắt nguyên bản đó. Đây, đã độ la răng đúc khá là đẹp như thế này. Lốp lam thì còn rất là tốt. Khi quý vị và các bạn anh chị mua chiếc xe này về thì chúng ta lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Em sẽ quay chi tiết cả phần gầm để anh chị có thể tham khảo. Đây, toàn bộ gầm này. Đó. Đường ba bô lê nguyên. Bảo hành cho anh chị và các bạn, quý vị về đâm đụng cũng như là ngập nước, tất cả keo chỉ, ốc cánh cửa hay khóa cửa đều nguyên. Đó. Thì đối với dòng Chevrolet Spark này thì nó cũng có một vài phiên bản như là bản siêu nhân hay là form nhỏ thế này. Thì đối với bản form nhỏ này thì tầm giá tiền nó chỉ trên dưới 100 triệu. Đó, tất cả con ốc cánh cửa này anh chị và các bạn có thể thấy hoàn toàn nguyên, chưa hề động chạm gì cả. Đó, đây, tất cả con ốc đây. Và toàn bộ mặt táp lô, một chiếc xe không hề qua dịch vụ taxi, nội thất đẹp, nội thất da hai màu, màu đen và màu đỏ. Đó, toàn bộ hệ thống cửa số này, màn hình đầy đủ. Toàn bộ mặt vô lăng này. Đó, hệ thống điều hòa. Thì đối với dòng xe này thì máy của nó là 0.8. Về độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì trung bình nó chỉ chạy khoảng 5 lít 100 cây, chạy rất là ít. Toàn bộ nội thất phía sau này. Đó, thì như em đã nói thì chiếc xe này chủ cũ giữ khá là nguyên, trần nỉ nguyên và bọc ni lông cẩn thận như thế này. Đó, toàn bộ bọc ni lông cẩn thận nguyên. Toàn bộ lốp láp cả dàn còn khá là tốt. Đây, toàn bộ hệ thống la răng này. Đó, la răng đúc rất đẹp. Toàn bộ keo chỉ, ốc cánh cửa và táp ly, táp lô không hề khoan đục bởi vì là nó chính chủ mua từ mới, một chủ từ đầu. Đây, toàn bộ những con ốc này. Đó, anh chị và các bạn có thể tham khảo và đánh giá qua video. Em sẽ quay chi tiết tất cả. Đó, đây, toàn bộ bốn kính đó là kính chỉnh điện, nhưng tuy nhiên thì gương vẫn là gương chỉnh cơ. Đó, gương thì vẫn là gương chỉnh cơ. Đấy, toàn bộ mặt vô lăng này, hệ thống củ số hay là mặt táp lô. Đó, tất cả những chi tiết đều nguyên, từ keo chỉ, bảo hành cho quý vị và các bạn hoàn toàn nguyên bản, không hề mất một phân keo chỉ nào. Về phần sơn thì sơn zin còn nhiều, em có tỉa tót và dọn dẹp nội thất cũng như là khoang máy để khi anh chị và các bạn đến salon cảm giác xe chúng ta mua một chiếc xe cũ về nó sạch sẽ. Đó, không phải làm hay động chạm thêm một bất cứ điều gì cả. Chúng ta cẩn thận thì có thể thay dầu máy để chạy thôi. Đó, không phải sửa chữa gì, một vài năm anh chị chạy thì hoàn toàn yên tâm luôn. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của nó. Và đây là toàn bộ khoang máy. Thì như em đã nói thì đối với nội thất hay gầm bệ và khoang máy em đã dọn dẹp khá là chi tiết. Đó, khi cái cảm giác mà anh chị các bạn đến tại salon mà chúng ta mua một chiếc xe về mà chúng ta không có cảm giác là chúng ta mua một chiếc xe cũ. Đó, bởi vì nó rất sạch sẽ và dọn dẹp chi tiết rồi. Đây, toàn bộ rằng này, toàn bộ khoang máy. Máy chạy rất ít nhiên liệu, tiết kiệm mà xe giá rẻ. Toàn bộ phần nỉ khoang máy trong này còn nguyên này. Đó. Đây, tất cả rằng giật và keo chỉ. Hệ thống
máy cũng như là keo chỉ lắp cabo. Đây, tất cả những ốc này, keo chỉ lắp cabo nguyên, toàn bộ răng này. Đó. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc xe Chevrolet Spark đời 2012 với giá 128 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6 Sơn Cẩm, Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.